Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động tháng thanh niên năm 2019 với chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Trong tháng thanh niên, Thành đoàn Đà Nẵng triển khai đa dạng các hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trong đó tăng cường sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng xã hội và tập trung vào các hoạt động của cơ sở. Trong khuôn khổ lễ phát động, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức chương trình khám bệnh phát thuốc và Tết trồng cây tại huyện Hòa Vang, tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo tại trường Đại học Kỹ thuật Y Dược cùng đồng loạt các hoạt động tại các tổ chức đoàn trực thuộc. Tại xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Đoàn Hải Dương đã tổ chức lễ phát động tháng thanh niên. Tháng thanh niên năm 2019 của Hải Dương có chủ đề Tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng, tập trung vào 4 trọng tâm: Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước, Tuổi trẻ Hải Dương tích cực hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ Hải Dương nhớ lời di chúc theo chân Bác và Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tổ chức trồng cây xanh, dọn vệ sinh bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa và khám bệnh tình nguyện cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Chính. 20 gương mặt được tuyên dương là những cán bộ chiến sĩ có tuổi đời tuổi quân rất trẻ, đã cùng đồng chí đồng đội của mình liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như phòng chống ma túy và tội phạm, vận động quần chúng. Họ là những chiến sĩ xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, giúp đỡ đồng bào biên giới có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Năm 2018 là năm thứ tư liên tiếp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng. Đây là một trong những hoạt động có sức lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, công tác, chiến đấu, là động lực thúc đẩy tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ.